Hôm nay mình là đến ngày thứ tư rồi quý vị, tức là còn một buổi nữa thôi là sẽ xong. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cầu nguyện mở đầu và sẽ hát một bài. Chắc bài này thì cũng cũ rồi nhưng mà tiếng Anh thì mới. Nó có cái thích hợp với cái chủ đề của chúng ta trong văn. Rồi mình sẽ ôn lại các bài một chút xíu về những ngày trước và học từ đoạn 3, từ câu 11 cho đến cuối đoạn 5 luôn. Hy vọng quý vị đã đọc sơ qua ha. Rồi mình sẽ học lẫn chung với nhau một vài quan điểm của thần học văn và có thể áp dụng. Xin nhờ thầy Phước cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Chúng ta thì biết còn nguyện. Có lẽ Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con rất là cảm ơn Chúa. Ngài lại thêm cho chúng con một cơ hội rất là tốt để chúng con cùng hiệp nhau học lời của Ngài qua đầy tớ của Chúa. Mình xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn đầy tớ của Ngài, cũng như Ngài hướng dẫn mỗi chúng con và mỗi lòng của chúng con mở ra để đón nhận lời của Chúa. Và cũng chính lời của Chúa sẽ ở trong mỗi đời sống chúng con, nuôi chúng con, để chúng con mỗi ngày chúng con sống được thánh hóa, mỗi ngày chúng con nhìn thấy được, hiểu được tình yêu thương của Chúa, và cũng chính tình yêu thương của Ngài chúng con sẽ trải qua cho anh em chúng con. Của con cảm ơn Chúa, Chúa cai trị và ở cùng chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Kính chào quý vị một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài Bước với Chúa yêu thương. Thì bài này tôi mới được cái bản dịch tiếng Anh vào 2-3 tuần trước, và tôi cũng múa rìu qua mắt thợ của mục sư Nghĩa với các anh em trong ban âm nhạc Hội Thánh Morro. Nhưng mà quý vị thôi cứ hát nha. Chú ý cái lời. Tôi sẽ hát theo thôi. Có thể tôi sẽ lên đây. Quý vị thấy ha. Với Chúa yêu thương. Vì đại dịch Covid-19 mà hôm nay tôi mới biết chơi đàn guitar. Không thấy. Nhưng mà quan trọng hơn, nó đã nhắc nhở tôi hãy bước đi với Chúa mỗi một ngày, từng bước một, mà không cần lo lắng gì. Tôi mời bạn hát bài hát này với tôi, Bước với Chúa yêu thương. It did take a pandemic for me to learn how to play the guitar. But more importantly, it has taught me how to walk with Jesus step by step daily without worrying. I invite you to sing this song with me, Walking with Jesus. Until the end of time, my
witness and you fall through the night. All is but a blur, the other side. I under his wing through all the raging storm of life. Angry waves rush through and roll away. Walking with him and leave the world behind. Walking with him, my Lord Jesus and I. Walking with him until the end of time. My heart has joy as I holding his hand, I'm not afraid. On the narrow way to see his face. Walking with Jesus, my heart is filled with joyful praise. More and more I know in every day. Walking with him. Before you want to do anything for Jesus, the first step is to walk with him. The Bible says, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Trước khi chúng ta làm một việc gì cho Chúa, điều đầu tiên thì chúng ta phải bước đi với Ngài. Kinh Thánh chép, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. À, đây là bài hát mà quý vị có thể hát trong bất cứ giờ phút nào, đặc biệt trong đại dịch thì chúng ta bước đi với Chúa từng bước một để chúng ta luôn luôn hướng về Chúa và không sợ gì. Và chắc bây giờ thì quý vị cũng thuộc lòng, phải không? Câu gốc của chúng ta là trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 6 đó. Hãy bước đi như chính Ngài đã bước đi. Ai nói mình ở trong Ngài thì hãy bước đi, hay là hãy làm theo như chính Ngài đã làm. Đó là cái câu gốc mà chúng ta sẽ dùng hoài thôi trong cái khóa huấn luyện đào tạo môn đệ. Câu đó cũng là chính nữa. Nên quý vị thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần vì chúng ta học rồi nghỉ đó, cho nên mình ôn lại một chút xíu. Trong văn thơ văn thứ nhất đó, đoạn 1 cho đến đoạn 2 thì chúng ta thấy học những cái điều chính là về sự thông công ha, fellowship đó, rồi những sự mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta qua phúc âm của Chúa. Quý vị đã thấy, đã nghe ha, nghe thấy, nghe ngắm, nghe và rờ đó, và chúng ta bước đi trong sự sáng.
ánh sáng của Chúa không phải chỉ soi sáng cho chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta phải bước theo ánh sáng của Chúa. Rồi tuần rồi hay là hai tuần trước thì chúng ta học học cho đến câu 10 đoạn 3 phải không? Thì chúng ta cũng học lại những chữ chính như là ở trong Chúa nè, biết, viết lại cho chúng ta, rồi học điều răn, mình phải vâng theo, vâng giữ các điều răn của Chúa, phải yêu Chúa và yêu lẫn nhau, đó điều răn của Chúa phải không? Rồi mình phải yêu mến lẽ thật của Ngài, rồi yêu mến sự công bình, sự công chính. Và có những phần mà áp dụng thì chúng ta kiểm điểm đời sống của thuộc linh của chúng ta. Chúng ta biết là chúng ta có sự sống đời đời, không chỉ tin mà thôi, không những quý vị tin văn đoạn 3 câu 16 mà thôi, nhưng mà cũng phải chắc chắn tin rằng mình có sự sống đời đời, biết chắc chắn. Và chúng ta bước đi trong lẽ thật và tình yêu, và phải hãy làm như chính Chúa đã làm. Cái điều quan trọng là chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời, là đấng công bình, để giúp chúng ta sống thánh khiết khi đợi ngày Chúa trở lại. Chúng ta sẽ ôn lại một cái phần này về về cái Đức Chúa Trời nhập thể đó. Tuần rồi lần trước tôi có nghe một vài người muốn đào sâu vào thêm chút xíu, cho nên tuần này chúng ta sẽ đi thêm vào phần đó. Văn thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 11 cho đến cuối đoạn 5 cũng rất là nhiều điều mà chúng ta học trong tối hôm nay. Quý vị có thể nhìn lướt qua cái bảng tôi để trên cái screen thôi, nhưng mà đừng có đọc kỹ quá, tại vì bây giờ mình phải đọc cái Kinh Thánh trước, cho nên tối hôm nay chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh nhiều hết luôn cho đến cuối đoạn 5 luôn. Cho nên tôi xin mời một người có cái Kinh Thánh sẵn rồi đó, ai đọc tiếng rõ và lớn tiếng đó, từ câu 11 cho đến cuối đoạn 3, xin mời một người đọc. Và quý vị nào có Kinh Thánh xin dò theo và có thể gạch dưới những cái chữ chính mà quý vị thấy nha. Tôi có để một vài chữ ở trên, có thể là có nhiều hơn nữa, nhưng mà quý vị chú ý đến những cái chữ chính đó. Ai có thể tự mình đọc? Quý vị chỉ đọc thôi, 11, câu 11 cho đến cuối đoạn 3. Đến cuối đoạn 3 rồi. Câu 11. Từ câu 11 là thật ta bảo, thật ngươi. Dạ, dạ. Quý vị đọc cái bản nào? Dạ, bản mới ạ. Bản mới, bản truyền thống, bản dạ. Hiệu đính. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, không sao. Đức Chúa dạ. Giêsu và Nicodem. Thật, ta bảo thật các ngươi, chúng thống hòa. Dạ, không? Dạ. Dân nhất. Đồng ba. Mình đang ở thơ tín của dân, quý vị. Thơ tín của dân, ok. Sư ai đọc đi. Sư điệp các con. Yêu thương lẫn nhau. Yêu thương nhau, sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Cain là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Cain giết em? Nhưng vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc làm của em ông là công chính. Thưa anh em, nếu thế gian giết ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Vì chúng ta yêu thương anh em, ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.
vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật. Sự vững tin của con cái Đức Chúa Trời. Bởi điều này chúng ta biết mình thuộc về chân lý và được an tâm trước mặt Ngài. Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta, vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta và Ngài biết hết mọi sự. Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được. Vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài. Chúng ta phải tin danh con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài ở trong thì ở trong Ngài và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Dạ, dạ cảm ơn. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta thấy Thánh Giăng chuyển qua từ không những chỉ mà tin mà thôi, phải không? Nhưng mà phải qua bởi việc làm của chúng ta nữa. Cái chữ việc làm đó đi chép đây tôi đếm khoảng chừng 3 lần. Cho nên đức tin thì phải đi đôi với việc làm. Và việc làm đó là qua thể hiện qua điều mà Giăng muốn trình bày với chúng ta ở đây là hãy có một hành động gì. Quý vị thấy cái chữ nào lặp đi lặp lại nhiều nữa mà tôi không có để trên cái bảng. Hành động qua gì? Qua gì? Làm qua gì? Qua tình yêu thương, phải không quý vị? Qua tình yêu thương ha. Dạ. Cho nên cái chữ yêu á, yêu mến lẫn nhau đó, chúng ta thấy cũng lặp đi lặp lại nhiều lần trong này. Rồi chữ ở trong cũng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng ta biết cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong không những chỉ trong cái đoạn 3, chương 3 này thôi, nhưng mà cũng trong suốt cả cái thơ tín của Giăng. Tôi đếm cũng ít nhất là 15 lần. Và chúng ta thấy ở đây thì chúng ta thấy cái phân đoạn này thì có nhắc chúng ta đến một người trong Cựu Ước, đó là ai? Cain. Cain. Quý vị biết chuyện của Cain và Abel không? Nhớ không? Thì biết. Một người biết nói chuyện đó là như thế nào? Gọi là đại ý thôi. Dính líu đến cái điều mà Cain làm đó. Ở đây thì chúng ta thấy câu không ạ? Giết Abel. Dạ. Dạ. Ở đây câu 12 đó quý vị. Chớ làm như Cain, phải không? Chớ làm như Cain. Vì Cain là sao? Kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Và tại sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Tôi đọc theo bản truyền thống đó. Và chúng ta nhớ là Cain và Abel. Cain thì dân của lễ, Chúa không nhận. Abel thì Chúa nhận. Nhưng mà trong cái chúng ta nhiều người không biết cái lý do là gì, phải không? Hai của lễ đều quý hết, đều tốt hết. Nhưng mà ở đây thì Thánh Giăng cho chúng ta biết là sao? Việc làm của Cain không có tốt, phải không? Không có công bình. Còn việc làm của em người Abel là công bình. Ở đây cho chúng ta biết chúng ta đừng có bắt chước Cain. Vì ông, việc làm của ông không có đi đôi với cái đường lối Chúa dạy.
ở đây Cain cũng giống như là một cái chỉ về một hành động, chỉ về thế gian hành động mà xấu đó, hành động xấu. Thứ nhất là ông gọi là ghen tị, đưa đến cái sự ghen ghét và đưa đến cái sự gì nữa, giết người, phải không? Từ cái chỗ mà ghen tị, ghen ghét cũng giống như thế gian vậy đó quý vị, cũng giống như thế gian, cũng có những sự ghen tị, ghen ghét, rồi không có thích cái lẽ thật, đưa đến những cái điều mà họ chống đối với lẽ thật của tin lành mà chúng ta đã nhận được. Cho nên đừng có làm giống như Cain, đừng có làm giống như thế gian. Và chúng ta thấy ở đây có những cái test hay là những cái thử đó, từ câu 1 đến câu 6 đó, quý vị thấy không? Chúng ta cái đó thì qua đoạn 4 thì chúng ta sẽ thấy có những cái thử về đức tin của chúng ta. Nhưng mà qua đoạn 3 thì chúng ta thấy chúng ta biết, phải không? Chúng ta biết câu 23 và câu 24 đó. Chúng ta biết cái gì ạ quý vị? Chúng ta biết gì? Răng, điều răng. Dạ. Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải biết đến về cái tín lý là gì? Phải tin, phải không? Chúng ta phải tin đến danh con Ngài. Đó là thứ nhất, nói về cái lẽ đạo, về niềm tin của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, tin Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và điều thứ hai đó là cái về vấn đề đạo đức của chúng ta. Chúng ta phải thử biết là chúng ta phải sao, có gì? Câu số 2, phần 2 của câu 23. Yêu thương nhau. Dạ, yêu thương lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta không? Tức là câu 23, 24, Thánh Văn đã tóm tắt lại là chúng ta phải tin. Thứ nhất là phải kiểm niềm tin của chúng ta. Thứ hai là phải kiểm về nền đạo đức của chúng ta. Mà hai cái điều này thì chúng ta qua đoạn thứ tư thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh ở trong này. Thật sự ra câu 24 là ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết, phải không? Một lần nữa chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ ai? Nhờ Thánh Linh. Là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Cái gift hay là cái sự ân, cái ban cho của Đức, cho Đức Thánh Linh cho chúng ta là để chỉ cho chúng ta biết là chúng ta ở trong Ngài hay không, phải không quý vị? Nhiều người tưởng làm cái ân tứ của Đức Thánh Linh là chúng ta chú ý vào sự nói tiếng lạ. Không phải, phải không? Chú ý là Đức Thánh Linh ban cho chúng ta để cho chúng ta biết chúng ta ở trong Chúa. Đó là cái dấu hiệu. Ngày hôm nay tà giáo đưa vào những cái vấn đề về thần linh, nhiều thần linh khác nhau, và người ta đòi đến những cái dấu hiệu từ Đức Thánh Linh. Đây là cái dấu hiệu, ai để cho Đức Thánh Linh cho chúng ta biết là chúng ta ở trong Ngài. Mà ở trong Ngài đó là chúng ta phải sao? Phải tin nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau, tức là vì việc làm của chúng ta nữa. Tin bởi việc làm của chúng ta, đó là tình yêu thương lẫn nhau. Đó là qua đoạn 3 đó quý vị, tôi đi rất nhanh, nhưng mà đó là cái điểm chính của đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu 24 đó. Quý vị có câu hỏi nào không? Trước khi chúng ta đọc đoạn số 4, chúng ta có thể trở lại cái đoạn này khi quý vị có câu hỏi nào thêm. Nhưng mà vì thì giờ eo hẹp cho nên chúng ta qua đoạn 4. Đoạn 4 thì chúng ta thấy có những chữ thế gian nè, những chữ thế gian và những chữ khác cũng lặp lại nhiều trong này.
Nhưng mà chúng ta chú ý đến những chữ thế gian hay là những thánh linh hay là những chữ khác mà chúng ta sẽ đọc ngang qua. Chúng ta sẽ cùng học thêm. Xin một người đọc, một người khác đọc cho cả bằng 4 luôn. Tôi sẽ đọc. Dạ, kính mời bà. Phải thử các thần linh. Thưa anh em, yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không? Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều này, anh em nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa, Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác, thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Giêsu thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Các con nhỏ bé ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian và thế gian nghe chúng. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều này chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì hy sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời thương yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì chúng ta đã yêu thương chúng ta. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu có ai nói tôi yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thì thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Dạ, cảm ơn bà. Chúng ta thấy cái lá thư văn thứ tư này rất là hay, phải không? Nhiều cái điều mà Thánh Văn ông cũng lặp đi lặp lại những lần trước, những điều mà ông đã nhắn với lần trước, nhưng mà bây giờ biên lại với một cái cách khác.
mà chúng ta thấy là bắt đầu bằng những cái thử thử qua qua các thử nghiệm, cũng như ai là cái đấng giúp chúng ta để biết cái lẽ thật này. Và chúng ta thấy trong cái chữ lặp lại là chữ thế gian, rồi có những chữ khác nữa phải không, chữ yêu, và những chữ như là chúng ta biết, làm chứng và thấy nữa. Và chúng ta thấy câu từ câu 1 cho đến câu 6 đó, đó là thử đức tin đó, thử về cái niềm tin lẽ thật của lẽ thật đó. Quý vị thấy ở đây thánh văn nó là hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, tức là có nhiều thần lắm đó, mà chúng ta phải biết, phải thử cho biết các thần nào có phải đến từ Đức Chúa Trời không. Vì có nhiều tiên tri giả giả mạo đã hiện ra trong thiên hạ. Cho nên ở đây cái câu số 2 là nói sao, bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cái Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta biết những cái lẽ thật mà được bày tỏ ra bởi Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Để đây nói đến về Đức Chúa Trời nhập thể, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng thần nhân mà chúng ta đã học trong lần trước, và thấy đây là thấy cho chúng ta thấy cái sự quan trọng của Chúa là một con người, một đấng có xác thịt như con người, đúng không? Mà ai không tin điều này thì cũng là tà giáo rồi. Chúng ta đã học một vài cái quan điểm trong tuần trước đó quý vị. Thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ Antichrist. Mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay ở trong thế gian rồi, tức là không những chỉ cái thế kỷ thứ nhất thôi, trong thế kỷ hiện đại của chúng ta cũng có nhiều người giả mạo và giảng không có đúng sự thật. Cho nên chúng ta phải thử câu 1 đến câu 6 đó, nói đến một thử niềm tin của chúng ta. Sở dĩ cái việc mà quan trọng nói lên về phần thể xác đó, incarnation là sự nhập thể, Đức Chúa Trời nhập thể đó, nó nói lên ba phần. Thứ nhất là sự quan trọng của thể xác. Chúa, Đức Chúa Trời chú ý quan trọng đến thể xác, physical existence. Thứ hai là Ngài muốn liên hệ với loài người. Nếu mà Chúa ở trên trời không xuống thế gian thì Chúa đâu có sự liên hệ mật thiết với loài người, phải không? Cho nên Chúa muốn liên hệ với loài người. Như trong Giăng đoạn 1 câu 9 chúng ta nói là Thánh Giăng nó viết là sự sáng soi sáng cho mọi người, tức là Chúa muốn liên hệ với loài người chúng ta. Và điều thứ ba mà tại sao Chúa nhập thể, đó là huyết của Chúa phải đổ ra để chuộc tội cho nhân loại, như trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11, không có huyết không có sự tha tội. Cho nên ai hỏi vấn quý vị là tại sao phải tin Đức Chúa Jesus Christ là một con người nhập thể thì quý vị cũng có thể trả lời qua cái ba phương diện ở trên. Sao quý vị thấy có ý kiến gì thêm không? Quý vị cứ suy nghĩ thêm nha. Từ câu 7 đến câu 12 thì bắt đầu thử về tình yêu của chúng ta. Câu 7 đến 12 thử về tình yêu. Quý vị thấy như thế nào? Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên thử về tình yêu. Chúa
Chúa là tình yêu thì nó không có phải đồng nghĩa với là tình yêu là Chúa. À, quý vị phải phân biệt điều đó. God is love does not equal to love is God. À, Chúa là tình yêu. Nhiều người thì lợi dụng tình yêu. Mọi tình yêu là do Chúa đến. Rồi cứ làm yêu tùm lum hết. Phải không? À, không có đi đúng với Kinh Thánh. Cho nên Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng mà không phải là tình yêu thương là Đức Chúa Trời. Tất cả là tình yêu là Đức Chúa Trời. Câu 21 thì nó là chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Rồi những câu trước đó nữa. Thì chúng ta thấy ở đây câu tôi đọc có mấy câu này thì cũng nói thì dễ, đọc thì dễ. Nhưng mà quý vị nghĩ sao? Có khó không? Ai ghét anh vì kẻ nào yêu, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Quý vị ở đây thấy cái nào khó hơn, yêu Đức Chúa Trời khó hơn hay là yêu anh em mình khó hơn? Yêu anh em mình khó hơn. Tại sao? Vì Chúa yêu Chúa không thấy được, dễ yêu. À, thế hả? Tại cái đó không có biểu hiện ra hành động được, mục sư. Ví dụ mình nói Chúa yêu Chúa nhưng mà có nhiều người nói bằng miệng nhưng mà không có thấy, nhưng mà yêu anh em mình, có nhiều người nếu để mà yêu anh em mình phải thể hiện hành động thì mới chứng tỏ được yêu anh em mình. Nên những cái mà mình thấy là mà mình phải thể hiện qua hành động thì nó khó hơn là so với là cái những cái mình không thấy. Mình nói bằng lời nói không? Tức là cái nào người nói sao đó, cái nào khó hơn? Cái mà nói là yêu anh em mình đó, là khó hơn, khó tiền, khó hơn là nói khi yêu Chúa. Tại ai cũng nói có thể nói yêu Chúa được nhưng mà thật sự ra không có biểu lộ được, cái chứng tỏ được. Nhưng mà thí dụ mà mình nói mình yêu anh em mình, mà người ta thấy mình đối xử với anh em mình sao là mình biết, người ta biết mình nói láo liền. Tại vì đời sống mình thể hiện xung quanh với anh em mình đó, thì người ta sẽ thấy mình không có thể hiện được. Thì sẽ là khó, rất là khó. Ở đây thì Thánh Văn nói là kẻ nào mà chẳng yêu anh em mình thấy đó, thì không thể yêu Đức Trời mình chẳng thấy được, phải không? Nó có vẻ đi ngược lại ha. Nếu mà anh em của mình thấy đó mà mình không yêu thì làm sao mà mình yêu lắm, mình không thấy được, phải không? Không yêu mình không yêu Chúa. Có nghĩa là mình không có đi đúng, đi đôi với cái lẽ thật là đặt niềm tin nơi Chúa và yêu thương lẫn nhau. Nó không có đi đôi với nhau. Thì đó là suy nghĩ của con người. Đó, cái suy nghĩ đúng rồi. Cái đó mới là suy nghĩ của con người. Mình nghĩ mình yêu Chúa thì dễ, yêu anh em mình thì khó. Nhưng mà thật chất ra là ngược lại hết. Tại vì sao? Tại vì quý vị nghĩ là mình yêu anh em mình thì có người thấy mình yêu hả? Hay sao? Tức là quý vị là chúng ta làm yêu để cho được người khác công nhận là mình yêu anh em của mình. Hay là mình yêu Chúa, mình không cần ai biết hết đó. Mình yêu Chúa thật lòng. Đúng không? Cho nên ở đây nói về cái tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa. Nó phải cao hơn hay là nó cũng phải tương đương với những điều mà mình yêu những người mà mình thấy được nữa, phải không? Còn không là mình nói láo, phải không? Cho nên ta nói ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối.
Ở đây nói đến cái hành động của chúng ta rất là khó, quý vị nói rất là đúng, yêu anh em của mình, yêu những người lân cận của mình rất là khó, rất là khó. Yêu Chúa thì mình, nhiều khi mà mình nói đúng theo cái tiêu chuẩn chỉ là nói thôi. Đó thì tức là phải làm. Yêu Chúa đó có nghĩa là sao? Yêu Chúa có nghĩa là làm theo lời Chúa dạy. Tôi nghĩ rất là khó đó. Cho nên chúng ta phải bày tỏ qua cái niềm tin của chúng ta, qua đức tin của chúng ta, qua bởi việc làm hành động là yêu thương lẫn nhau. Dạ, thì chúng ta sẽ quý vị sẽ từ từ học hết hai lá thơ, ba lá thơ của Giăng thì sẽ biết rõ thêm cái điều này mà tôi muốn đề cập đến, yêu anh em của mình. Trong Giăng 2 và Giăng thơ Giăng thứ 2 với thơ Giăng thứ 3 đó là nói đến cái hành động của một vài người mà Giăng đề cập đến mà chúng ta thấy được cái tình yêu của họ. Bây giờ từ câu 13 cho đến câu 16 là nói về cái hậu quả của một người có Đức Thánh Linh. 13 đến câu 16 đó chúng ta biết đó, bởi điều này chúng ta biết mình là trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Một lần nữa Đức Thánh Linh cho chúng ta biết mình có đang ở trong Chúa hay không. Đó là cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh. Nếu mà tôi có trách nhiệm quý vị á, là cái vai trò của Đức Thánh Linh là gì đó, là vai trò của Đức Thánh Linh là chỉ dẫn chúng ta, cho chúng ta biết là mình có ở trong Ngài hay là không. Không? Rồi câu 14 chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đến làm Chúa cứu thế, làm cứu Chúa của thế gian. Không? Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy cái sự quan trọng hiểu Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, là đấng từ trời xuống thế gian, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học kỹ điều đó. Có ai mà học trong cái lớp EE thì đã học Giăng đoạn 1, câu 1 và câu 14 rồi phải không? Ban đầu Đức Chúa Trời ở trong ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời tức là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ở Thánh Giăng thì đào thêm vào, chúng ta phải biết rõ điều đó. Vì biết rõ đó, cho nên chúng ta không ai mà nói về phúc âm của Chúa hay là giảng nói là về phúc âm của Chúa mà để Chúa Giêsu ra ngoài, đó là tà giáo. Cho nên mình phải hiểu điều đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ. Đấng Christ là đấng gì quý vị? Christ có nghĩa là gì? Ai học thần học? Christ là đấng sức dầu, đấng sức dầu, đấng được chọn, là đấng Messi. Để tin Chúa Giêsu Christ là đấng Messi. Quý vị có câu hỏi gì không trong cái đoạn thứ 4 này? Thời giờ đi ngang cũng khá mau. Cho nên từ câu 19 đến câu 21, quý vị có thể đi ngang cái bề lề ở ngoài kinh thánh của quý vị, có cái chỗ trống nào quý vị đề là Đức Chúa Trời gọi chúng ta hãy bước đi với lẽ thật. 19 câu 21, bước đi với lẽ thật. Lẽ thật đó là gì? Yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình, đó là lẽ thật, the truth, phải không? Quý vị nhức đầu chưa? Chắc chưa phải không? Bây giờ thì chúng ta đọc qua câu qua đoạn đoạn kế tiếp, chương kế tiếp là chương số 5. Rồi sau đó chúng ta còn có vẫn nhiều vấn đề để đi ngang qua đó, cho nên quý vị đọc nhờ một người đọc to và rõ chương thứ 5. Ai sẵn sàng rồi? Nãy giờ có hai cô rồi phải không? Hai bà. Bây giờ mời một người nam.
người mới đọc hồi nãy là gần như là ông chứ không phải bà. Không nghe bà ông buồn. Xin lỗi, có một ông gần như là ông á. Thôi bây giờ mà mời một cô, một cô. 95 rồi xem rồi đó. Mời một cô. Đoạn 5 tôi đọc. Dạ. Tôi xin đọc nha. Đắc thắng thế gian, ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai yêu thương Đấng sanh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sanh ra. Bởi điều này chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời, đó là chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài không phải là nặng nề, vì ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý. Có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết, cả ba đều hiệp nhất. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn, vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về con Ngài. Ai tin con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về con Ngài. Đây là lời chứng Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời. Lời cầu nguyện được nhậm, đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta tin cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Cầu thay cho kẻ phạm tội. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho người mà tội không đến nỗi chết, cũng có tội dẫn đến sự chết. Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này, mà điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết. Tóm lược bức thư, chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta, để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật. Chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng. Dạ, cảm ơn bà. Chúng ta thấy trong đây chương thứ tư thì tôi có để một vài chữ lặp đi lặp lại đó. Thế gian, đây là số 5 rồi phải không? Chương 5 là sự sanh. Sanh là sanh, sinh, sanh là 4 lần. Sanh ra đó, rồi chữ tin, rồi chữ thánh linh, rồi chữ làm chứng, và chữ chúng ta biết cũng dùng lại nhiều trong cái đoạn năm này. Câu số 1 bắt đầu là sao? Ai tin Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ? Ai ở đây có nghĩa là everyone. Tất cả mọi người, không phân biệt ai. Hễ ai mà tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, người Mỹ, người Việt, người Do Thái, người gì thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải yêu
Đức Chúa Trời mà tại sao chúng ta phải yêu những người khác nữa? Tại vì sao? Tại vì mà mình yêu yêu Đức Chúa Trời thì mình phải yêu cái vật thọ tạo của Đức Chúa Trời là loài người đó, là những anh em của mình. Còn không á thì nó cũng không có đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa, phải không quý vị? À, ở đây thì quý vị thấy nhiều khi thì chúng ta thấy tôi đi đâu mà đi thăm viếng rồi đó, tôi yêu thương những đứa nhỏ trong một gia đình nào đó, thì tôi cũng phải yêu thương cha mẹ của mấy đứa đó nữa, phải không quý vị? Quý vị người đi làm chứng hay là đi thăm một ai trong một gia đình nữa, thánh thì yêu con cái của họ thì mình cũng phải yêu cha mẹ của những đứa, của họ nữa. À, đó là điều Chúa muốn dạy chúng ta, và chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Cho nên đây là rất khó, đúng không? Hồi nãy mình kêu mình yêu Chúa dễ, nhưng mà yêu hết các điều răn của Chúa thì rất là khó, phải không? Những điều Chúa dạy, điều răn ở đây có nghĩa là điều mà Chúa dạy trong Thánh Kinh, chúng ta phải vâng theo. Cho nên rất là khó. Mà nếu không ai kiểm soát mình hết thì làm sao mà mình yêu được, và ai đâu có ai biết mình yêu Chúa bằng mức độ nào, phải không quý vị? Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta những điều này, chính cái người đó biết là mình có đang ở trong Chúa hay là không, có đang vâng theo lời của Chúa hay là không. Vì hễ sự chi sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở đây cái chữ thế gian này tôi muốn đề cập đến. Thế gian là gì quý vị? Hồi nãy mình có nói qua một chút về Cain. Thế gian là gì? Tội. À, thế gian là đầy những cái sự tối tăm, những sự bất chính, những sự mà tàn ác. À, giống như những việc làm của Cain vậy đó. Nó ám chỉ về thế gian. Thì nó không có thuộc về Đức Chúa Trời. Mình sanh ra, mình sanh bởi Đức Chúa Trời. Thì mình không có sanh ra bởi thế gian. Là mình thắng hơn thế gian. Tại vì những gì vật gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn. À, đây là cái điều mà điều được cho con cái của Chúa phải mạnh mẽ. Ai là người thắng hơn thế gian? Câu số 5. Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ừ. Rồi Thánh Giăng đề cập đến một lần nữa nói về chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Chỗ này chắc cũng hơi nhức đầu một chút đây quý vị. À, rồi câu số 7 nữa, ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng, ba sự. Thứ nhất là Đức Thánh Linh, thứ hai là nước và huyết. Ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Thánh Linh trọng hơn. Bây giờ ở đây nước và huyết có nghĩa là gì? À, tôi có đề ở trên cái screen ba lời chứng. Câu số 8, Đức Thánh Linh, nước và huyết luôn luôn chỉ về Chúa Giê-xu Christ là đấng thần linh. Nhưng mà nước và huyết, Đức Thánh Linh thì mình biết rồi, không, nước và huyết ở đây chỉ gì về gì? Có nhiều cái quan điểm ở đây. Nhưng mà ở đây nói đến chính là Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi quý vị nhớ nước cũng chỉ về cái lễ bắt tên mà Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ đó. Thì Chúa bắt đầu qua cái gì? Cái lễ bắt tên nói về nước. Và huyết của Chúa thì chỉ về sự chết của Chúa, phải không? Dạ. Ở đây cho chúng ta biết rằng một cái lẽ đạo là của người mà trí huệ phái đó, trí huệ phái Gnostics đó, tôi đã cũng nhắc đi nhắc lại trong những lần trước đó, là họ tin Chúa Giê-xu Christ, mà họ không tin Chúa Giê-xu Christ là người. Họ tin rằng Chúa xuống thế gian, rồi Ngài là thần, khi Đức Thánh Linh, khi Chúa làm lễ báp têm, và sau đó khi Ngài ở trên thập tự giá mà bị chết là Ngài không, là Ngài là một con người. Ngài không có thần linh nữa, không có thần ở trong nữa. Cho nên nó đó là điều sai.
Cho nên chúng ta Thánh Giăng đã nhắc lại điều giáo lý căn bản nói về con của Đức Chúa Trời là Đấng Christ, là Đấng Messi. Nếu quý vị nào muốn học thêm lễ đạo này thì phải trong cái thì về đào tạo môn đệ tôi sẽ nhấn mạnh vào cái này phần này hơn. Nhưng mà nếu ai có câu hỏi thì cứ hỏi nha. Rồi quý vị thấy từ câu 10 cho đến câu 12 thì nói đến các hậu quả, phải không? Hậu quả. Ai có Đức Chúa Trời thì có sự sống. Ai không có Đức Chúa Trời thì không có sự sống. À, rõ ràng. Ta viết những điều này một lần nữa. Cái chữ viết nó quan trọng. Thánh Giăng không những chỉ ngồi, không phải ngồi rồi nghỉ chơi, không có thời giờ rồi viết đâu. Đây là ông rất là yêu có con cái của Chúa. Và ông để thì giờ cũng như đây là những điều mà Đức Thánh Linh chỉ dẫn cho ông để viết cho chúng ta, những người ở thế kỷ này, biết mình có sự sống đời đời. Và kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Quý vị học y thì chỉ biết là mấy bữa mình học là ngon út đó là tin Đức Chúa Giêsu Christ, phải không? Nhưng mà ở đây là không những chỉ tin thôi, nhưng mà biết chắc. Có sự sống đời đời là tin con của Đức Chúa Trời. Bây giờ có một vài điều, một vài câu hỏi, chút xíu nữa chúng ta sẽ hỏi, bây giờ đi ngang qua thôi, nói về tội lỗi đó. Bây giờ một người tin Chúa có thể có tội được không? Quý vị trả lời. Có chứ. Dạ, một người tin Chúa thì còn có thể có phạm tội được không? Có phạm tội. Dạ. Con người của chúng ta là yếu đuối, phải không? Bất toàn. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy, luôn luôn nhờ cậy Chúa. Nhưng mà ở đây cũng nói đến là vì có thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin. Và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Câu 16 đó quý vị, cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Quý vị có ý nghĩ gì về câu này? Như vậy thì cái phạm tội đến nỗi chết đó là cái chết thuộc linh hay là cái chết xác thịt sư? Đó là anh đánh người ta mà nó bị thương thôi đó. Cái tội đến nỗi chết, tội đó là cái tội đến nỗi chết, là chết đó là chết tâm linh hay là chết phần xác thịt? Quý vị nghĩ sao? Tội đến nỗi chết là tội gì? Nghĩ ra tội xác thịt quá. Chết là chết xác thịt, chứ khi mà chết tâm linh là Chúa đâu có cứu nữa đâu. Chứ nếu mà chết tâm linh là những người không tin Chúa rồi, và mình cái đang nói là phạm tội gì xác thịt đó, cái chết xác thịt đó. Còn nếu mà tội chết thì tâm linh là những người không tin Chúa là đâu còn là chúng ta nữa, là chúng mình. Thì chắc là tội là luôn luôn liên hệ đến xác thịt của chúng ta, phải không? Dạ dạ. Phải không? Mình phạm tội. Chết thì... Như vậy thì khi mà dân nói vậy ông sư, thì cái thân xác này chết hay là cái tâm linh chết? Khi ông nếu đã đậm đến cái này là ông nói về cái tội không đến nỗi chết là cái tội ông nói về cái thân xác này, hay là ông nói đến cái tội của trong tâm linh? Và thân xác này thì tất cả là mình phải chết hết, phải không? Physical body là mình phải chết hết. Nhưng mà ở đây Thánh Giăng muốn nói đến cái việc mà quý vị thấy hợp đọc vài câu phía trước đó là nói về ai? Về Đức Thánh Linh, phải không? Về Đức Thánh Linh. Mà những tội nào mà phạm đến Đức Thánh Linh, như trong câu của các sứ đồ đoạn 5 đó, thì ai phạm tội đến Đức Thánh Linh thì sao? Rất là nguy hiểm, phải không? Chết. Như vậy thì cái câu 16 á, vì kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội thì không đến nỗi chết thì hãy cầu xin. Mình làm sao mình biết cái tội đó là tội không đến nỗi chết? Đúng rồi, sao mình biết tội nào là tội đến nỗi chết? Đúng rồi, cái tội đó là nó thôi cái
Có hiểu cái chỗ đó không? Đây là một cái test, một cái thử ha. Thì bây giờ mình phải thử lại, mình phải coi lại người đó có Đức Thánh Linh hay không, có ở trong Chúa hay không, đang ở ngoài Chúa, tức là không ở trong Đức Thánh Linh, phải không quý vị? Nhưng mà những tội nào mà nó nói đến về sự chết đó, đến nặng đó, thì trong Kinh Thánh thì cũng cho biết là phạm đến Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta chúng ta cẩn thận khi nói đến Đức Thánh Linh. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh là đấng mà ban cho chúng ta biết là chúng ta ở trong Chúa hay là không. Đó là cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống của tín hữu. Nhưng mà bổn phận của mình là cứ cầu nguyện, quý vị, cầu nguyện cho các anh em mình phạm tội. Nếu mà phạm tội đó thì cứ cầu nguyện, hãy cầu xin. Thật sự ra thì cái sự ban cho, những cái sự mà đoán xét đó, là của Chúa, do Chúa. Chúng ta nhờ ơn Chúa trong cái context, cái nội dung, cái bối cảnh của dân là ông muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết về cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh. Và nhiệm vụ, và khi chúng ta biết được, Chúa cho chúng ta biết được chúng ta ở trong Chúa hay không là do Đức Thánh Linh. Nói đến ba ngôi của Đức Chúa Trời đó quý vị. Nhưng mà đọc thêm nữa, quý vị đọc thêm nữa đi, thì chúng ta sẽ biết ha, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại điều gì được người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Nhưng chúng ta biết con của Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta. Ngài đã ban cho trí khôn cho chúng ta nữa, không quý vị? Đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Jesus Christ con Ngài ấy, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là đấng sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Ở đây thì Thánh Văn thêm vào một câu nhỏ nữa là hãy giữ mình về hình tượng đó. Tức là nhiều cái tà thần khác đó. Rồi chúng ta thấy Chúa cho mình sự khôn ngoan nữa. Hồi nãy ai nói làm sao mình ta biết được? Chúa cho những người tin Chúa, ở trong Chúa có sự khôn ngoan để tránh những cái tội lỗi xấu xa. Đó là cái chương 5 quý vị. Nhưng mà tôi có nhiều cái câu hỏi để chúng ta áp dụng trong những cái tới là ở đây tôi có đề thêm là sự kiểm nghiệm, phải không? Sự kiểm nghiệm, chúng ta thấy đoạn 2 thì nói về vâng giữ các điều răn. Trong đoạn 2 đó, yêu thương anh em, phải tin tín lý, lẽ thật nó đi đôi với nhau. Chương thứ 3 mà chúng ta học chiều hôm nay, phần sau đó, là phải làm sự công bình, rồi phải yêu thương lẫn nhau nữa, yêu thương lẫn nhau từ câu 11 đến câu 18 đó. Rồi chương thứ 4 là chúng ta cũng mới vừa học là phải tin vào Đức Chúa Trời từ câu 1 đến câu 6, yêu thương anh em mình từ câu 7 đến câu 12. Nó đi đôi với nhau quý vị. Và chương thứ 5 là chúng ta phải tin Chúa là đấng Christ, rồi phải yêu thương lẫn nhau nữa và phải vâng giữ điều răn của Ngài. Chúng ta thấy trong thơ văn thứ nhất thì có 3 điều, 3 4 điều thôi, nhưng mà Thánh Văn cứ lặp đi lặp lại hoài. Và chúng ta không thấy nó bổ túc cho nhau. Và chúng ta thấy nó bổ túc cho nhau. Và chúng ta thấy nó rất là quan trọng mà Thánh Văn đề cập đến. Để cho chúng ta ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta qua cái... thêm nữa là năm lẽ thật Chúa muốn các con cái Ngài biết trong văn thứ nhất. Tôi quên cái này. Từ câu 13 đến câu 21 á, là cái vấn đề mà Chúa muốn chúng ta biết. Tức là cơ đốc nhân á, biết có 5 điều. Thứ nhất là chúng ta biết có sự sống đời đời. Thứ hai, Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.
Thứ ba là chúng ta đắc thắng tội lỗi. Thứ tư là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Và thứ năm là chúng ta nhận biết lẽ thật. Đó là năm điều mà lẽ thật mà Chúa muốn con cái của Chúa biết. Phần ứng dụng thì quý vị đã học qua một vài lần trước đó. Thì chúng ta hãy tiếp tục bước đi trong ánh sáng. Tiếp tục tôi dùng cái chữ của Thánh Văn là hãy cứ ở trong ánh sáng đó. Abide in him đó. Hãy ở trong Ngài đó. Hãy bước đi trong ánh sáng. Thánh Văn cho chúng ta biết ánh sáng, nhưng mà nếu nó không có ích gì khi chúng ta không có bước theo, cho nên chúng ta phải bước theo ánh sáng, là bước đi trong lẽ thật nữa. Nó không có ích gì với chúng ta trừ khi nào chúng ta bước đi trong lẽ thật, và chúng ta bước đi trong tình yêu, rồi chúng ta sống theo gương của Chúa, tức là trong câu gốc mà chúng ta đã học qua là Văn thứ nhất đoạn 2 câu 6 đó. Ai nói mình ở trong Ngài thì hãy bước đi như chính Ngài đã bước đi. Quý vị có dám nói mạnh mẽ câu đó không? Nếu chưa thì chúng ta nên cầu nguyện nhiều thêm để chúng ta mạnh mẽ bước đi trong Chúa khi chúng ta là con cái của Chúa. Suy gẫm thêm trong Văn đoạn 3, Văn thứ nhất đoạn 3 thì quý vị ôn lại đó ha, cho định nghĩa tội lỗi là gì. Thứ nhất là chúng ta phải biết tội lỗi là gì thì mình mới ăn năn được. Mà mình không biết cái đó là tội thì mình không có thể nào mà ăn năn được, phải không? Thế tội lỗi là gì? Con cái của Chúa có phạm tội được không? Như chúng ta đã bàn. Có. Cho đến ngày chúng ta gặp Chúa mà thôi thì nó mới hết tội. Rồi bày tỏ quan điểm của mình về sự thông công. Quý vị nghĩ sự thông công là như thế nào đối với Đức Chúa Trời, đối với nhau? Và quý vị có biết chắc là về sự tha tội và sự sống đời đời không? Suy gẫm thêm. Tôi muốn biết thì quý vị thì để thì giờ để ôn lại cũng như học thêm, đào sâu vào thêm trong 2 tuần tới. Những cái câu hỏi mà tôi đưa ra ở đây. Rồi trong đoạn chương 4 á, thì quý vị nghĩ cái câu mấy câu đầu tiên đó, được đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 đó. Tín hữu nên đánh giá hay là nhận xét người lãnh đạo của họ như thế nào hay là của mình như thế nào? Mình cũng phải biết. Tôi không có nói nhà thờ nào tất cả CMA đều tốt hết, phải không? Hay là gì? Thế nhưng mà mình cũng phải biết biết những điều khi nào mà ma quỷ nó trà nhập vào hội thánh, biết khi nào mà ma quỷ nó đang tấn công tôi tớ của Chúa hay là những người dạy kinh thánh cho quý vị, biết khi nào mà có những người tà giáo đem những cái lý thuyết mới vào hội thánh thì chúng ta phải đề phòng. Don't let your guard down. Người tiếng Anh nó có một cái câu như vậy đó. Phải luôn luôn phải đề phòng. Rồi phải trong đoạn thứ 4 từ câu 4 đến câu 6 đó thì liệt kê 2 nguồn chân lý theo hai ba câu kinh thánh này. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái chữ mà đời và đạo đó, chân lý theo thế gian hay là chân lý theo Đức Chúa Trời. Không. Rồi theo Văn, vai trò của Thánh Linh là gì? Quý vị bây giờ hiểu chưa? Hiểu vai trò của Thánh Linh chưa? Chúng ta đã học qua tối hôm nay về vai trò của Đức Thánh Linh. Rồi trong Văn thứ đoạn 5, chương 5 thì chúng ta để ý đến bằng chứng một tín đồ thực. Từ câu 1 đến câu 5 quý vị coi những cái năm những điều mà chi tiết Thánh Văn đã đưa ra, mình coi mình là phải một tín đồ thực hay không. Rồi cái thuật ngữ nước và huyết có nghĩa gì trong Văn. Nếu ai muốn đào sâu thì chúng ta có thể bàn thêm vào tuần tới. Nhưng mà đây ý nói về cái sự quan trọng của Đức Chúa Jesus Christ nhập thể.
Đức Chúa Trời rất là quan tâm đến điều đó. Rồi câu số 3 là tôi có thể biết chắc mình là tín đồ không? Quý vị sau khi đọc 5 lá thơ của Giăng trong cái Giăng thứ nhất đó, thì quý vị thấy mình biết chắc mình là tín đồ không? Còn ai là tín đồ, mà có ai là tín đồ mà còn nghi ngờ không? Rồi thế nào là tội lỗi dẫn đến sự chết? Tín đồ có phạm tội dẫn đến sự chết không? Hy vọng là khi mình biết rồi, biết ở trong Chúa như thế nào rồi, thì mình không còn cái khả năng, không còn cái khả năng để phạm tội đến nỗi đến có sự chết. Chúa vẫn yêu thương chúng ta, nhưng mà mình cũng phải biết nữa, biết cái trách nhiệm của mình là một cơ đốc nhân, yêu Chúa, yêu người, tôn trọng Đức Thánh Linh và đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Rồi năm lẽ thật Chúa muốn cho cơ đốc nhân biết là gì? Chúng ta mới vừa đi ngang qua phải không? Từ câu 13 đến câu 21 rất là dễ hiểu. Năm lẽ thật này quý vị đọc lại thì quý vị sẽ thấy không có gì khó khăn. Rồi quý vị có câu hỏi nào không? Chúng ta còn 10 phút nữa, tôi còn một vài cái slide nữa thôi, rồi chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà tôi nghĩ tối hôm nay mình đọc khá nhiều và có thể có nhiều cái lễ đạo có thể mới với một vài người đó. Quý vị nếu có câu hỏi gì không, ngắn gọn thì hy vọng sẽ trả lời trong giờ này. Quý vị coi lại cái đoạn 5 thì quý vị thấy từ câu 13 đến câu 21 ấy, đặc biệt là câu 18 cho đến câu 21 thì quý vị thấy có dùng 4 lần cái chữ chúng ta biết phải không? Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng hẳn phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng hại là mình. Rồi chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Rồi 20, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài ban trí khôn cho chúng ta. Rồi đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật đó là Đức Chúa Jesus Christ con của Ngài. Quý vị có thêm gì nữa không? Quý vị thấy hay phải không? Thơ của Giăng viết đó, chúng ta đọc không có chán chứ hả? Ừ. Hay là chỉ một mình tôi thôi? Bây giờ thì tôi có lần trước đó, tôi có đưa đề nghị ra quý vị đó. Hành trình đức tin của quý vị đó, khi mà học đó, thì chúng ta không những chỉ cho cái được biết thêm lễ đạo mà thôi, nhưng mà chúng ta phải hành đạo, tức là hành trình đức tin của chúng ta. Có 4 điều mà tôi muốn quý vị bắt đầu cũng để ý đến đó, là về vấn đề thông công, fellowship, relationship, kiểm điểm lại các giờ thông công của quý vị cá nhân, hay là ở nhà thờ, hay là ở bất cứ một nơi nào. Giờ thông công của quý vị có liên hệ với Đức Chúa Trời không? Có liên hệ với nhau không? Như là Chúa đều chúng ta dạy, để Chúa dạy cho chúng ta. Và cầu nguyện hay là tỉnh nguyện đó thì tăng thêm, năm mới này chúng ta tăng thêm phần tỉnh nguyện để cho chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta, điều trái phải, và chúng ta ăn năn cho đúng theo cái cách Chúa dạy, repentance. Thì tôi hay có cái giờ tỉnh nguyện buổi sáng sớm và buổi sau trưa chừng 5-10 phút thôi, không có lâu. Nhưng mà nếu mà tập thói quen mỗi ngày thì nó trở nên cái thói quen của mình đó. Rồi quý vị để ý các công việc hàng ngày của quý vị. Nó công việc, tất cả mọi việc, việc làm ở sở, việc làm ở nhà, việc làm ở nhà thờ, tất cả những công việc của mình nó phải đi đôi với cái niềm tin của chúng ta, cũng như cái điều răn mà Chúa dạy của chúng ta phải không? Yêu Chúa, yêu người. Rồi quý vị nghĩ là cái phần sau là gì?
phần sau cùng là chúng ta cũng phải nghỉ, rest, à, giờ cho giờ cá nhân của chúng ta. Yeah. Personal time. Điều này thì chúng ta không có nhờ sức riêng của chúng ta, chúng ta nhờ sức Chúa, cho nên chúng ta phải có thời giờ nghỉ. À, nhiều người thì không có thời giờ nghỉ, nhưng mà nhiều người thì cũng nghỉ lâu quá, nhiều quá, cũng không tốt, phải không? Cho nên phải balance với nhau, balance ra, phải đồng đều với nhau để cho chúng ta có một cuộc hành trình đức tin nó được phấn khởi, được phấn khởi. Và quý vị có, tôi đề nghị tôi biên có một cái email cho quý vị tuần rồi. Không biết quý vị có đọc không, nhưng mà kiểm điểm lại làm gì để có sự tương giao mật thiết với Chúa và với nhau. Thí dụ như làm các điều mà bày tỏ lòng yêu Chúa và yêu người, như gọi thăm cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau khi có cần, biết tên từng người. Quý vị đọc hai lá thơ sau của Văn thì ông biên tên rõ tên từng người, chứ không có phải không phải là chỉ nói cho qua thôi, phải biết tên từng người và gia đình của các tôi con Chúa chẳng hạn. Rồi cầu nguyện thì quý vị cầu nguyện có một đời sống thánh khiết và ăn năn tội lỗi, có thể bắt đầu giờ tĩnh nguyện ngắn hai lần một ngày, sáng trưa hoặc tối, và coi nhẹ về phần về vấn đề cầu xin về vật chất. Có nhiều người thì cầu nguyện cứ mỗi lần cầu nguyện cứ xin cái này xin cái kia không thôi. Chúa cũng biết nhu cầu của chúng ta, phải không quý vị? Không có sai, cầu nguyện không có sai, xin vật chất không có sai, nhưng mà cùng mình coi nhẹ điều đó, mình coi trọng hơn về vấn đề sống thánh khiết với là sống theo lời của Chúa dạy. Mà Chúa của chúng ta luôn luôn lo lắng cho các con cái của Chúa, cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại gì. Rồi công việc hàng ngày của chúng ta góp phần hầu việc Chúa trong khả năng Chúa cho, tại hội thánh, tại gia đình của chúng ta hay là cộng đồng, gọi thăm hay viết thư khích lệ lẫn nhau như sứ đồ Văn đã viết. Sứ đồ Văn có thể viết nhiều lá thư lắm, chúng ta chỉ thấy được có 3 lá thư thôi, nhưng mà thật sự có thể là ông viết nhiều lắm mà kinh thánh không có để vô trong kinh thánh mà thôi. Rồi quý vị phải có thời giờ nghỉ ngơi, nhớ nghỉ ngơi và nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Giờ này thì chắc chúng ta không có đi vacation được, chúng ta vacation tại nhà. Thì cũng để thời giờ riêng để tu bổ cá nhân. Chúng ta còn một slide nữa. Quý vị có câu hỏi nào không? Trước khi tôi đề cập đến một cái trang cuối thôi. Là một sư ơi, có câu hỏi sư. Cái hành trình đức tin này mục sư sắp xếp là cái nó ngẫu nhiên hay là nó có cái thứ tự ưu tiên nào mục sư, hay là chỉ là ngẫu nhiên mục sư? Cái nghỉ ngơi đó, em đọc lúc mà em đọc trong cái sáng thế ký á, đúng là cái chương trình Đức Chúa Trời cho tạo dựng con người rất là vĩ đại. Chúa luôn có muốn có ý định tốt lành với con người không mà. Khi mà Chúa tạo ra con người là ngày thứ 6, thì đến ngày thứ 7 là Chúa cho mình nghỉ. Xin là Chúa khi tạo ra con người thì cái mục đích của Chúa là cho mình nghỉ trước. Khi mà trong ngày luôn luôn đó là ngày, ví dụ Chúa tạo ra ngày thứ nhất thì Chúa nói là gì? Cuối cùng Chúa nói là buổi tối và buổi sáng. Là buổi tối, buổi sáng. Còn mình thì mình lại ngược lại, mình là buổi sáng, buổi tối, buổi sáng, vậy cái mình đi làm. Tối giờ mình nghỉ. Nhưng mà Chúa lại muốn là buổi tối, buổi sáng, buổi mai với là buổi chiều với buổi mai. Là Chúa muốn cho mình nghỉ ngơi trước hơn, rồi mình tôn thờ Chúa, sau đó mình mới đi làm. Em theo em tâm đắc đó là em muốn nghỉ ngơi trước. Cái đầu của thứ tự ưu tiên của là nghỉ ngơi trước khi mà tất cả những cái việc đó, tại nghỉ ngơi sau đó trong cái thời kỳ nghỉ ngơi á, mình mới có thể mà mình tịnh tâm, mình làm tất cả những gì mà thời phượng Chúa tốt nhất. Thì khi mà đối với cái em đó là khi mà sáng sớm dậy lúc mà chưa làm gì hết là nghe kinh thánh hay đọc kinh thánh là lúc đó đầu óc rất là sáng sủa. Đó là em thấy là cái đó là em muốn cái sự ưu tiên của mình là lúc nghỉ ngơi là lên lên cái hàng đầu. Không biết là có đúng không, em chỉ nêu ý kiến em vậy thôi. Cảm ơn Hùng. Anh Hùng nói một khía cạnh rất là đúng. Trong sáng thế ký thật sự ra Chúa dựng nên loài người và tất cả trong 6 ngày phải không? Rồi ngày thứ 7 thứ 6 là Chúa tạo con người tới ngày thứ 7.
Dạ, Chúa cho dạ. liền là sau đó dạ. là dạ. Nhưng mà cái ngày thứ bảy là ngày Chúa cũng nghỉ được phải không? Dạ. Rồi, rồi Chúa tạo nên con người ngày thứ sáu rồi Chúa cho nghỉ liền phải không? Ý anh là như vậy. Khi mà ngày thứ nhất Chúa tạo ngày thứ nhất Chúa tính ngày ngày là bắt đầu buổi sáng buổi tối và buổi sáng buổi tối và buổi sáng hay là buổi dạ. mai và buổi buổi dạ. mai và buổi chiều buổi chiều buổi mai còn dạ. mình là mình đi ngược lại với chương trình của Chúa mà mình đi cái dạ, dạ. thật dạ. sự ra thật sự ra thì anh cũng có thể hiểu như thế này, tức là Chúa thương loài người lắm. Chúa dựng ra là Chúa cho nghỉ ngơi liền phải không? Chúa thương Chúa thương loài người lắm đó. Chúa luôn luôn để ý thương loài người. Cho nên anh có thể bắt đầu tôi muốn bốn cái hình vuông ở đây, bốn cái khuôn vuông ở đây á là gợi ý cho anh biên vào, đừng có để nhìn thôi nha. Biên vào những cái ổ vuông đó những điều gì anh sẽ làm để mà có thể hoàn tất được những cái điều mà cái hành trình đức tin của chúng ta nó có bốn phương diện. Thật sự ra không có ngẫu nhiên. Bốn điều này tôi đã trình bày với quý vị là tôi học được ở tại chủng viện ATS đó. Bốn điều này giúp tôi cái hành trình đức tin của tôi từ một ông giáo sư, ông cũng đề nghị cái này cho nên tôi dùng lại. Thì phải có thời giờ cá nhân để mà mình nhờ cậy Chúa, cái mục đích là như vậy, và biết sự yêu thương của Chúa cho mình là mình phải nghỉ nữa. Nhiều người làm quá sức cái rồi không có rồi nó cũng gây sức khỏe cho chúng ta không có được tốt đẹp, cho nên phải gìn giữ. Cảm ơn thưa hồ sơ, cho tôi nói chút xíu, cho anh Hùng chút xíu cái vấn đề buổi chiều buổi mai á, thì mời anh Hùng á, tuần tới á, anh Hùng cũng giờ này, bảy giờ Hùng vô tham dự giờ học kinh thánh trường chủ nhật á, thì sẽ giải biết tại sao là buổi chiều và buổi mai, tại sao không nói buổi mai mà buổi chiều mà nói về buổi chiều và buổi mai, nó rất là hay. Cho nên anh chị cứ bước vô giờ trường chủ nhật của ban thanh tráng cứ cách tuần như vậy thì anh chị sẽ hiểu tại sao mà Chúa lại nói nghỉ ngơi buổi chiều và buổi mai mà không nói buổi nay, mà buổi chiều bây giờ tôi không nói, tôi nói ra thì anh chị sẽ biết mà không chịu học nữa. Nên tôi mời anh Hùng, cô Trang tham dự cái giờ trường chủ nhật của ban thanh tráng sẽ hiểu được tại sao như vậy. Anh xin cảm ơn. Tôi có thêm ý kiến là cái mục nghỉ đó, anh Hùng có thể ghi ra khi anh nghỉ anh làm cái gì trong cái ngày nghỉ đó, anh share lên cho tụi tôi coi với không. Quý vị biết cái giờ nghỉ của tôi là gì không? Giờ nghỉ á cũng là cái giờ có thể đi đi bộ chẳng hạn, nghỉ ngơi đi bộ nha. Không khi đi bộ nó những cái việc mà mình thường làm thôi, không cần phải cao siêu gì hết ha. Hay là đi vacation phải cần đi lên núi mà một vài tiếng, hay là đi trượt tuyết, hay là cái gì nó cũng có cái là cái giờ nghỉ đó quý vị nha. Nó không có gì cao siêu đâu, chỉ nghỉ thôi. Mấy giờ kia thì nó quan trọng để cho mình hoàn tất được cái hành trình của chúng ta theo ý của Chúa đó. Dạ. Có ai có nói gì nữa không? Không muốn nói cười á. Dạ. Tôi nghĩ quý vị đã hiểu cái ý của tôi rồi phải không? Thì quý vị biên xuống một vài điều đi, rồi tuần sau nữa đó thì chúng ta sẽ tôi sẽ cho biết cái thêm một chút thánh văn ổng cái bốn điều này của thánh văn là điều gì. Bây giờ bài tập cho thứ tuần sau, hai tuần nữa, quý vị có hai tuần lận quý vị, cho nên quý vị đọc thơ văn thứ hai và thơ văn thứ ba rất là ngắn, cho nên thơ văn thứ nhì cũng có một trang thôi và thơ văn thứ ba cũng có một trang thôi, hay là ít hơn nữa. Cho nên tôi nghĩ rất là ngắn. Và đọc thêm Khải Huyền chương 2 và chương 3, thơ của Chúa gửi cho 7 hội thánh. Này đọc lướt qua thôi, hai lần lướt qua. Coi những cái ý chính Chúa biết 7 hội thánh này là biết điều gì. Khi quý vị đọc thơ đó, thì quý vị phải biết cái người gửi là cho người gửi là ai, người nhận là ai, và cái người gửi họ muốn nói cái gì.
Thật sự nói cái lá thơ cho bảy hội thánh mà tôi nghĩ rất là ngắn, như là một cái postcard mà thôi. Cho nên quý vị đọc và thấy được. Rồi học theo kiểu quy nạp như quý vị, như chúng ta đã thường học trong những lần trước đó. Nhận xét, diễn giải và ứng dụng rất là quan trọng. Rồi chúng ta xong bữa hôm nay. Xin lỗi hơn kéo hơn 7-8 phút quá giờ. Nhưng mà có lẽ hy vọng quý vị đã thu thập được những điều cần yếu. Quý vị, mục sư Nghĩa có gì nữa không? Mục sư Nghĩa có nhắn gì không? Thông báo. Dạ thưa không có gì hết nữa mục sư. Dạ. Dạ, dạ. Thôi bây giờ mà chúng ta một người có thể cầu nguyện kết thúc, hay là mời mục sư Nghĩa mời một người cầu nguyện kết thúc nha. Mời thầy Minh Anh hoặc là thầy Phong cầu nguyện. Thầy Minh Anh cầu nguyện đi, chứ hai người làm một lần chắc dài lắm. Dạ mời thầy Minh Anh. Dạ xin chúng ta ví cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha giáo của chúng con, chúng con đã cảm tạ Chúa vì thời giờ vừa qua trong chương trình học kinh thánh và mỗi tối chủ nhật nhớ lại tôi tới của Chúa là một sự mừng tạo tuyên. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì mà chúng con trước giờ được biết sơ qua, nhưng giờ đây chúng con biết cách để kết hợp lại những ý nghĩa, những câu từ, những mạch văn của các tác giả mà Chúa đã viết ra, đặc biệt là sứ đồ Giăng, để rồi mỗi chúng con học và nhận biết mình con người như thế nào, sống ra sao, chúng con thuộc về ai trong thế giới này, để rồi từ đó gìn giữ đức tin của mình, ăn năn trước mặt Chúa và bước đi với Chúa theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vì chỉ có Đức Thánh Linh mới cho chúng con nhận biết Chúa một cách rõ ràng. Để cho mỗi ngày nếu chúng con đã có Chúa thì chúng con phải bước đi ở và ở trong Chúa thì đời sống của chúng con mới kết quả. Chúng con thật ta ơn Chúa, xin Chúa bổ sức khỏe là chờ mục sư diễn giả của chúng con thật là nhiều, gìn giữ trong những ngày tới được một sự bình an. Chúa tiếp trợ đầy sự đầy đủ sự cần dùng cho tất cả Chúa, cũng như tấm lòng nhiệt huyết yêu mến Chúa để dành nhiều thời giờ để có thể nghiên cứu và dạy dỗ cho chúng con những bài học thật là quý giá về lời của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho mục sư và gia đình thật là nhiều, cũng như mỗi chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để rồi chúng con học mỗi ngày bước đi với Chúa được nhiều hơn. Và xin Chúa cũng thêm sức nhiều cho tất cả các anh chị chúng con ở đây, mỗi một người càng yêu mến Chúa, ham thích học hỏi lời của Ngài, dành nhiều thời gian để đến với Chúa, đến mối tương nghe với Ngài, đến mối thông công với anh em với nhau, để một ngày chúng con kinh nghiệm về Chúa nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là những điều mà Chúa mong muốn chúng con làm trên đất này. Chúng con thật cảm tạ Chúa. Một lần nữa xin Chúa yêu thương và ban phước cho chúng con trong một tuần lễ mới được một sức khỏe và một sự bình an, làm công việc thật là tốt. Chúng con thật cảm tạ Cha. Ngày đây con xin làm bó hết mọi sự mà Chúa ban kính cầu nguyện nhân danh từ Chúa Jesus Christ. Amen. Yeah, amen. Yeah.